Hello các bạn, đây là trái mãng cầu Úc. Nó đang mình cho nó bự xíu nữa mà nó không bự. Bây giờ mình đi dạo quanh quanh cái vườn của mình á. Cứ mình thấy nó không có kịp để mà mình hái nó xuống luôn á cả nhà. Nó rụng vậy nè. Tội nghiệp với sợ chứ. Từ bữa nay mình biết là nó đủ chín rồi mà bởi trời mưa cả nhà. Mình không thể hái cho được. Nhưng mà nó phải cần phải hái liền. Tội nghiệp chứ. Đây mang cật Úc nữa nha.